sau 50 tuổi, nhất định phải bảo vệ tốt ba bộ phận này để cả đời sống khỏe, không lo bệnh tật. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác có biết rằng giai đoạn đầu sau tuổi 50 chính là lúc quyết định bản thân của mình có khỏe mạnh hay là thường xuyên ốm đau bệnh tật khi già cả, tuổi thọ của mình sẽ dài hay là ngắn. Nhìn vào thực tế thì cô bác sẽ thấy có không ít người bước qua tuổi 50 cái là bị hết bệnh nọ đến tật kia, lại toàn là các bệnh mãn tính kèm theo những biến chứng nguy hiểm. Trái lại, những ai mà giai đoạn này vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tràn đầy năng lượng thì lại cực kỳ ít bệnh và sống rất thọ. Do đó, đây chính là lúc mà cô bác nên chú ý giữ gìn cho sức khỏe. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí với cô bác ba bộ phận hết sức quan trọng cần được tập trung chăm sóc và bảo vệ. Chỉ cần khỏe mạnh qua được giai đoạn này thôi là có thể sống an vui với con cháu đến cuối đời rồi, cô bác nhé. Bộ phận đầu tiên mà cô bác cần ra sức bảo vệ đó chính là mạch máu. Cô bác có biết tại sao lại phải bảo vệ mạch máu đầu tiên hay không? Là bởi vì mạch máu đóng vai trò vận chuyển khí oxy cùng với các dưỡng chất đến tất cả cơ quan và cơ bắp, đến từng tế bào một để duy trì hoạt động của các cơ quan này. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như khi mạch máu bị tổn thương, bị xơ vữa động mạch, máu sẽ lưu thông kém, có thể lưu thông chậm, xảy ra ách tắc, mà máu lưu thông liền não chậm thì có thể khiến cho cô bác bị đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, mắt kém, nguy hiểm nhất là đột quỵ. Máu lưu thông kém đến chân tay thì có thể sẽ khiến cho cô bác cảm thấy đau nhức chân tay. Máu lưu thông kém trên toàn cơ thể khiến cho tim phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Hơn nữa, điều này còn khiến cho huyết áp tăng cao, mà huyết áp cao lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các căn bệnh như suy thận, suy tim, tiểu đường và đột quỵ não của bác nhé. Khi tuổi còn trẻ thì hệ miễn dịch của mình vẫn làm việc hiệu quả, các cơ quan chưa bị lão hóa nên chưa phát bệnh. Nhưng các thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày có thể âm thầm phá hủy mạch máu của cô bác. Thế cho nên cô bác nào không chú ý bảo vệ trong mạch máu thì khi bước vào độ tuổi trung niên sẽ rất dễ mắc phải các căn bệnh này. Và để bảo vệ trong mạch máu thì ngay từ bây giờ cô bác cần phải hạn chế ăn các thực phẩm gây tổn thương cho mạch máu. Các thực phẩm không tốt cho mạch máu đó là gì? Đó chính là những món ăn có chứa nhiều chất béo, nhiều muối và nhiều đường. Cũng có nghĩa là cô bác cần hạn chế các món nhiều dầu mỡ, ưu tiên chế biến đơn giản như là hấp, luộc, giảm bớt các loại gia vị và ăn ít bánh kẹo thôi. Thay vào đó, cô bác nên tăng cường ăn rau xanh, ăn trái cây để có thể duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày để tránh cho tình trạng máu đông đặc, có nguy cơ hình thành cục máu đông, gây đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Trung bình là từ 1,5 cho đến 2 lít nước tùy theo thể trạng. Cô bác có thể tính chính xác lượng nước mình cần uống đủ mỗi ngày bằng cách là lấy cân nặng nhân với 0,03 là ra nhé. Chẳng hạn như nặng 70 cân thì lấy 70 nhân 0,03 là bằng 2,1 lít nước. Tính như vậy là để tránh trường hợp uống quá nhiều nước thì lại thành không tốt. Khi uống thì cô bác nên uống từ từ từng ngụm nhỏ để cơ thể của chúng ta có thể thẩm thấu được tối đa lượng nước uống vào. Ngoài ra, cô bác cũng cần duy trì tâm lý lạc quan, vui vẻ. Có khá nhiều trường hợp lên cơn nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ do đứt mạch máu khi quá nóng giận đấy cô bác. Do đó, cô bác cần chú ý điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên giữ trạng thái bình tĩnh để bảo vệ cho mạch máu tốt nhất, cô bác nhé. Tiếp theo, bộ phận thứ hai mà mình cần chăm sóc cẩn thận từ sau tuổi 50 đó chính là hai quả thận. Thận cũng giống như nhiều cơ quan khác sẽ dần dần bị lão hóa và suy yếu theo thời gian. Chỉ cần một vài tác động nhỏ như ăn uống không đúng cách, sinh hoạt không điều độ thì cô bác sẽ dễ mắc phải các bệnh về thận. Các bệnh về thận sẽ khiến cho cô bác cảm thấy mệt mỏi kèm theo nhiều triệu chứng khó chịu khác như là mất ngủ, tiểu đêm, buồn nôn, chán ăn, đau vùng lưng và hông. Không những vậy, các bệnh về thận còn dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm khác như là thiếu máu, xương cốt yếu mềm và suy tim. Thận dễ bị tổn thương là bởi vì cơ quan này có nhiệm vụ thanh lọc chất thải, sản xuất nước tiểu. Trong khi đó, nhiều cô bác là ăn uống không lành mạnh, nạp vào cơ thể quá nhiều chất độc, vô tình khiến cho thận phải làm việc nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với các độc tố nên sẽ có nguy cơ cao gây ra các tổn thương nghiêm trọng. Do đó, ngay từ bây giờ, cô bác cần chú ý bảo vệ cho thận bằng cách là thực hiện thói quen đi tiểu kịp thời.
Rất nhiều cô bác bị bệnh là do thường xuyên nhịn tiểu đấy nhé. Chẳng hạn như đang rửa tay làm một việc gì đó mà bỗng dưng cảm thấy buồn tiểu thì sẽ cố nhịn cho tới khi nào không chịu được nữa thì mới đi. Lâu dần, nó sẽ khiến cho bàng quang bị suy giảm chức năng, từ đó dễ xảy ra nhiễm trùng hệ tiết niệu. Thậm chí trong trường hợp cô bác quá quen với việc nhịn tiểu thì sẽ mất cảm giác buồn tiểu, nước tiểu đầy lên và trào ngược lên bể thận, từ đó làm hỏng chức năng của thận. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần duy trì lượng nước cần thiết mỗi ngày, và nước này phải là nước lọc, chứ không tính các loại nước là nước ngọt hay nước canh đâu cô bác nhé. Khi cơ thể được bổ sung đủ nước thì sẽ thúc đẩy cho quá trình giải độc, đào thải độc tố ra ngoài thông qua nước tiểu, góp phần ngăn ngừa sỏi thận và bảo vệ cho thận. Buổi tối thì cô bác nên đi ngủ sớm, bởi vì thức khuya cũng là tác nhân gây hại trực tiếp cho thận của chúng ta. Ban đêm là lúc mà cơ thể của chúng ta sẽ tự phục hồi các mô thận bị tổn thương, cũng có nghĩa rằng đây là lúc mà thận cần được nghỉ ngơi. Khi cô bác vẫn thức khuya thì thận sẽ phải làm việc nhiều hơn và hậu quả là dẫn tới suy thận. Do đó cô bác hãy thiết lập cho mình thói quen đi ngủ sớm từ lúc 11 giờ. Để làm được điều này thì cô bác cần lên giường vào lúc 10 giờ, tránh xa điện thoại hay là tivi để mình có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn cô bác nhé. Bộ phận thứ ba mà tôi khuyên cô bác nên bảo vệ mỗi ngày từ sớm đó chính là đôi bàn chân của mình. Nhiều cô bác không bao giờ để ý chăm sóc cho đôi chân của mình đâu. Đơn giản như việc giữ ấm chân vào mùa đông, cô bác cũng không để ý. Điều này khiến cho cơ thể dễ bị nhiễm lạnh và sinh bệnh. Lý do là bởi vì dưới lòng bàn chân của mình có chứa rất nhiều huyệt đạo kết nối với các cơ quan nội tạng của chúng ta. Bàn chân bên trái ứng với nửa thân bên trái, bao gồm các cơ quan là mắt trái, tai trái, tim, lách, hậu môn. Bàn chân phải ứng với thân bên phải, bao gồm gan, mật, ruột thừa, mắt phải, tai phải. Và nếu bàn chân không được giữ ấm thì hơi lạnh từ đây sẽ xâm nhập vào trong nội tạng. Không những vậy, bàn chân là bộ phận nâng đỡ toàn bộ cơ thể của chúng ta, lại là nơi xa tim nhất, vừa phải chịu sức ép lớn, vừa khó đẩy máu ngược trở lại tim. Nếu như ngày xưa các cụ nhà mình chủ yếu đi chân trần, đường xá đầy sỏi đá, có thể đau chân nhưng lại kích thích vào các huyệt đạo, là một cách để massage chân rất tốt mà lại không cần tốn sức lực. Nhờ vậy mà ai nấy đều khỏe mạnh, ít khi nào ốm đau, bệnh tật. Trái lại ngày nay, mình ít vận động, thường ngồi lâu một chỗ khiến cho máu lưu thông kém hơn, từ đó gây tê khớp, đau khớp và ảnh hưởng tới chức năng của các cơ quan nội tạng. Do đó trước tiên là cô bác cần để cho đôi chân của mình được vận động đều đặn. Nếu phải ngồi lâu để làm việc thì thi thoảng phải đứng lên đi lại khoảng 5-10 phút để thúc đẩy máu lưu thông. Buổi tối về trước khi đi ngủ, cô bác hãy dành ra khoảng 15 phút để ngâm chân với nước ấm. Cô bác có thể cho thêm một ít muối, vài lát gừng hoặc là các loại lá thuốc như lá lốt, lá ngải cứu, vỏ củ cải trắng để cải thiện chứng đau mỏi chân. Và trong lúc ngâm chân, cô bác hãy tranh thủ chà sát, xoa bóp lòng bàn chân để kích thích các huyệt đạo, nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng. Sau đó cô bác lau khô chân rồi đi ngủ. Mùa đông thì mình đeo thêm tất để giữ ấm chân trong suốt cả đêm cô bác nhé. Để sở hữu một cơ thể khỏe mạnh thì chắc chắn không thể bỏ qua việc tập thể dục rồi, đúng không nào cô bác? Cô bác nào chưa có thói quen này thì nên tập dần đi là vừa, không bao giờ là muộn cả. Tuy nhiên sau tuổi 50 thì nhiều cô bác lại tỏ ra e ngại với việc tập thể dục, e sợ là không có sức tập, sợ là bị chấn thương và té ngã. Vậy nên ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với cô bác một vài lưu ý nhỏ khi tập thể dục để mình vừa rèn luyện cho sức khỏe, vừa đảm bảo an toàn cho cơ thể trong quá trình tập cô bác nhé. Thứ nhất là về thời gian tập và số lần tập. Khi đã có tuổi rồi thì hầu hết là sức lực của mình không thể nhiều bằng hồi còn trẻ, phải không nào cô bác? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô bác không tập thể dục. Trái lại, cô bác vẫn cần đảm bảo tập đủ số giờ cần thiết mỗi ngày và mỗi tuần. Hàng tuần, cô bác cần dành ra ít nhất là 150 phút tập thể dục với cường độ vừa phải. Chia ra thì mỗi ngày sẽ tập khoảng 20 cho đến 25 phút là được rồi. Ngoài ra, mỗi tuần, cô bác nên dành 2 đến 3 lần để tập các bài tập ở bắp chân, lưng, bụng và tay cô bác nhé. Thứ hai là để đảm bảo thời gian tập như vừa rồi thì cô bác cần chọn hình thức tập luyện phù hợp. Cô bác nào thường xuyên bị đau lưng, đau nhức chân tay thì thành ra sẽ ngại tập thể dục. Thậm chí nhiều cô bác cho rằng xương khớp yếu rồi, tập thể dục dễ xảy ra chấn thương.
Tuy nhiên, càng có nhiều vấn đề về sức khỏe thì cô bác lại càng phải đầu tư thời gian để tập thể dục nhé. Chẳng hạn như khi cô bác bị đau lưng, việc tập thể dục sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đâu, mà ngược lại còn cải thiện tình trạng đau lưng, giúp cho cô bác trở nên dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, tập thể dục còn thúc đẩy lưu thông máu, cung cấp đủ dưỡng chất cho các cơ quan để đảm bảo duy trì ổn định các chức năng hoạt động của các cơ quan. Thế nên cô bác có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ để dựa vào tình hình thể trạng của bản thân mà tìm ra được bài tập phù hợp và đem lại hiệu quả cao của bác nhé. Thứ ba là tránh tập thể dục trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ. Việc tập thể dục sẽ kích thích cơ thể, sản sinh ra một sự phấn khích sinh lý, từ đó sẽ khiến cho cô bác bị trằn trọc cho đến khuya. Bởi vì khi chúng ta vận động, tim đập nhanh hơn để bơm nhiều máu đến các cơ. Điều này sẽ làm tăng lưu lượng máu tổng thể, bao gồm cả lưu lượng máu lên não. Lưu lượng máu lên não nhiều thì sẽ làm tăng năng lượng và sự tỉnh táo, cuối cùng là dẫn tới mất ngủ. Các cô bác đã có tuổi thì vốn dĩ đã khó ngủ và ngủ ít hơn so với những người trẻ rồi. Mà mất ngủ thường xuyên có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, huyết áp cao và thậm chí là tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Đặc biệt là cô bác nào trên 50 tuổi mà thường xuyên thiếu ngủ thì sẽ già đi nhanh hơn. Chính vì vậy, cô bác nên tránh tập luyện cường độ cao trước khi đi ngủ khoảng từ 1 đến 3 tiếng, cô bác nhé. Cuối cùng là cô bác nên tập thể dục vào buổi sáng nhưng tránh khung giờ quá sớm. Việc tập thể dục vào buổi sáng sẽ giúp cho cô bác cải thiện chức năng nhận thức, có được một tinh thần nhạy bén và minh mẫn. Theo tôi được biết là tập thể dục vào buổi sáng thì sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất hormone, kích thích cơn buồn ngủ cũng như ngăn chặn quá trình lây lan của ung thư. Nhờ vậy sẽ giúp cho cô bác tỉnh táo hơn vào buổi sáng và dễ ngủ hơn vào buổi tối. Tuy nhiên, không thể vì thế mà cô bác tập thể dục vào lúc tờ mờ sáng, nhất là trong mùa đông. Nhiệt độ thấp kèm theo sương giá và gió lạnh, thân thể mình lại vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Điều này có thể khiến cho cô bác dễ bị đột quỵ và tử vong. Do đó, dù là mùa nào thì cô bác cũng nên đợi cho trời sáng hẳn rồi mới ra ngoài tập thể dục, cô bác nhé. Ngoài 50 tuổi, chỉ cần bảo vệ tốt 3 bộ phận này thì sẽ ngừa mọi bệnh tật, sống khỏe đến già. Thứ nhất là mạch máu, thứ hai thận và thứ ba là lòng bàn chân. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.